Hi, mình chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một bộ karaoke cực kỳ chuyên nghiệp. Bộ karaoke gồm mixer bàn Elixir Multi 8 và một con lọc xì B-Way Made in USA, một con đẩy 2 kênh và một đôi lo nữa. Một bộ karaoke chưa tới 20 triệu ha. Nếu có micro không dây nữa mới đủ 20 ha. Đấy, một bộ karaoke cực kỳ xịn sò. Nếu như cái này mà làm thêm crossover với thêm hai quẻ siêu trầm nữa thì cũng giống như một dàn mini sân khấu này, không khác gì hết ha. Đầu tiên thì em xin giới thiệu qua cái bàn mixer. Bàn mixer này nó có 8 line ha. Thì line số 1, số 2, số 3, số 4 này là cái mic bằng đất Canon hoặc rác xeo ly ha. Đấy, cái này là cái H7F các số các 75Hz các tần số low cut ha. Cái này là gain lớn nhỏ và theo một cái biên, theo một cái hàng dọc từ trên xuống dưới à. Đây, theo dọc từ trên dưới này thì đó là line số 1 ha, line số 1. Và cái này là EQ này, ba nút màu xanh này này là hai mic low này. Cái này là Ericsson tín hiệu micro đi, cái này là nút lớn nhỏ của effect của cái line này ha. Cái này là cái đóng mở loa và cái này là gain lớn nhỏ. Thế là xong. Và các line còn lại là như nhau hết ha. Và line này là line cắm nhạc CT. Hai đường này là cắm xuống lọc xì hay là xuống main ha. Cái này là cắm nhạc vào. Còn cái này là em đang cắm mic. Ví dụ mình cắm đường main mic thì đây, thì mình vặn cái nút này. Mình cắm đường còn trên drum thì mình vặn đường này. Mình cắm còn trên drum, mình cắm súp hơi hoặc là mình cắm một cái con main nào đó nữa, mình cũng vặn nút này được ha. Ngon luôn ha. Ok, rồi tiếp theo đó là một bộ effect chuyên nghiệp xịn sò. Bộ effect này có 100 kênh đó. Mặc định nó là kênh 00 nha người anh em. Mình có tắt máy mở máy 100.000 lần thì nó vẫn là 00, bởi vì mặc định nhà sản xuất là kênh 00. 00 nó là kênh reverb. Em test máy luôn này, test luôn cho nó nắm, nó hỏi bật micro lên, để micro cắm line số 1 đây ha. Đấy. Đấy, mặc định nó là kênh số 1. Ví dụ mình off đây là không có effect cho người anh em. Cái nút này là nút effect của cái kênh này. Lê. À, người em thấy không? Cái bạn lên cái phát này. Lê. Đấy. Và tất cả một cái hàng ngang này là đều là nút effect của từng kênh. Ví dụ mình like nào mình cắm micro thì mình mở effect lên, còn cái like nào cắm nhạc không được mở ha. Mở lên là nó nháy giống như là mình hát khó nghe lắm. Còn và cái nút này là nút effect tổng của bạn mixer ha. Khi tụi bạn cái này lên rồi, tao phải bạn cái này lên nữa thì mới có tín hiệu ha. Rồi, mình thường thì mình hát cái kênh 60 đến 69 là cái kênh delay nha người anh em. Mình thường thì mình vặn lên kênh 61 là kênh này là kênh MC hay làm việc này. Link 1. Kính thưa phóng viên hay họ, hãy kênh này là kênh MC làm việc ha. Rồi, ví dụ như mình muốn hát ở chỗ hát chèo, hát theo kiểu chậu vay người kênh số B ở chỗ chậm lại tí. Link 1 2. Đấy, còn muốn phơ nữa cho chậm lại nữa. Hãy kênh 66. Link 1. Đấy, mình cứ lên kênh 68 đây. Link 1. Nói chung là cái hiệu ứng này là Đấy. Cái hiệu ứng này là mình lên tới đâu nghe. Ví dụ mình lên kênh 65, mình nhắn cái tay kịch xuống ha người nè. Đấy. Link 1. Đấy, cái này là hát cho anh con này. Mấy lời mẹ dặn mà con thơ. Rất là ngon nha người anh em. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái con EQ ha, EQ B-Way Made in USA ha, điện áp nồi luôn ha, 120V luôn, con lọc 1U đẹp, cực kỳ đẹp. Con này phải râu tóc bạc phơ rồi nhưng mà ruột gan thì vẫn là sạch tươi mát. Đấy, đẹp mướt mượt ha người anh em. Người anh em nhìn thấy cái độ đẹp, độ sắc nét của nó. Đấy, con này của nó cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò. Từ bờ đông sang bờ tây không thấy một cái chỗ nào trống vắng tiếng mic luôn ha. Công nhận làm hay thật. Đấy, con này là điện áp 120V nha người anh em. Đấy. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn ha. 4 triệu bạc một con lọc, cực kỳ đẹp. Thôi test nhạc luôn ha. Thank you.
nó đang đang phê dữ lắm. Bây giờ em sẽ hát thử một đoạn coi thử cái mixer này nó trình làng như thế nào ha. Thử có đúng theo lời em quảng cáo không? Một bộ karaoke cực kỳ chuyên nghiệp. Linh mộng này linh 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 gần đây số số một không nào. Sự trải nghiệm nó thì đúng là một phong cách cực kỳ chuyên nghiệp ha. Đấy. Và tiếp theo thì mình còn về rất nhiều những cái bàn mixer mini nè người anh em, một trong những dòng mixer giá rẻ rẻ nhất thị trường hiện nay luôn mà mình chưa có thời gian lên sóng này, mình quay cho người anh em xem hóng clip sau ha. Giá rẻ từ 1 triệu đến 3 triệu đồng ha, từ 3 triệu đến 1 triệu một con mixer có effect đầy đủ, sensor gieo he luôn ha. Đấy, mà clip sau mình sẽ cho anh em hóng ha. Bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Chân thành cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.